Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ở trên bàn mình đây là dòng laptop ThinkBook mới đến từ Lenovo. Thì đây là dòng laptop có hơi hướng thiết kế đôi chút giống dòng ThinkPad. Thì mẫu laptop này hướng tới các bạn trẻ đang cần tìm mua cho bản thân mình một mẫu laptop phù hợp với các nhu cầu làm việc văn phòng hay cần một mẫu laptop nó mỏng nhẹ và có mức độ bảo mật tốt. Và hiện tại mình đang có tổng cộng là 3 mẫu laptop ThinkBook thường và ThinkBook S. Nghe quen quen đúng không? Thì hai phiên bản to ở đây là ThinkBook 15 và ThinkBook 14. Còn mẫu laptop nhỏ hơn một chút ở bên này này là dòng ThinkBook 13 có thêm chữ S đằng sau. Mức giá của sản phẩm này cũng rất tốt, trải đều từ 11 triệu đến 21 triệu và nó sẽ phù hợp với đại đa số mọi người dùng luôn. Thiết kế, đây sẽ là điểm nổi bật nhất trên dòng ThinkBook. Từ các sản phẩm có mức giá rẻ đến cao đều được làm từ kim loại chắc chắn, sao vào rất mịn tay. Đây có lẽ là một điều vô cùng hiếm thấy bởi vì các mẫu laptop mức giá rẻ chỉ khoảng 11 triệu đồng thì gần như sẽ không bao giờ có thiết kế bằng kim loại, hoặc có thể làm từ nhựa và nhựa cũng chưa chắc đã là loại xịn đâu. Thì đấy, một điểm nổi bật đấy. Màn hình và khả năng bảo mật, các bạn có thể đầy đủ các lựa chọn màn hình tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Nếu các bạn đang cần một màn hình nhỏ gọn, có thể lựa chọn phiên bản S với 13 inch, còn một màn hình to một chút thì là màn hình 15,6 inch, hay giờ dở gương thì sẽ là màn hình 14 inch cũng đúng mà đúng không? Tấm nền sẽ trang bị từ TN đến IPS. Trên các phiên bản ThinkBook 14, 15 thường sẽ là màn hình TN để mức giá sản phẩm được ưu đãi hơn. Còn phiên bản S, cụ thể ở đây phiên bản ThinkBook 13S sẽ là phần màn hình IPS. Điều mà các bạn nên cần lưu ý rất nhiều khi chọn mua sản phẩm sao cho đúng với nhu cầu và túi tiền bản thân khi bỏ ra. Trong thời điểm cần lưu tâm bảo mật cá nhân lên hàng đầu thì Lenovo là một hãng đã trang bị một tấm gạc giúp che đi phần webcam không sử dụng, một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng tinh tế. Ở một số hãng khác ấy, thường thì họ sẽ không trang bị sẵn đâu. Nếu như các bạn mà muốn che ấy, sẽ phải cắt một miếng băng dính và dán lên, nó vừa bất tiện và thiếu thẩm mỹ đúng không? Một tiểu tiết thôi. Và các sản phẩm của ThinkBook đều được trang bị cảm biến vân tay, một chạm tích hợp Windows Hello ở ngay trên phím Home. Anh em chỉ cần chạm một cái mở màn hình, đỡ phải nhập mật khẩu. Về phần cấu hình thì sao? Trước khi đề cập đến phần cấu hình thì mình xin nói trước, đây là dòng sản phẩm hướng tới đối tượng là những người dùng văn phòng và họ cần một mẫu laptop có nhiều các trải nghiệm sử dụng tốt cộng lại với nhau, thay vì một mẫu laptop có cấu hình nó quá cao. Thấp nhất sẽ là phiên bản trang bị Core i3 10110U 4GB RAM 1TB HDD. Cao hơn một chút thì chúng ta sẽ có phiên bản Core i5 10210U 4GB RAM và 256GB SSD. Và cao nhất mình đang có ở đây được trang bị Core i7 10510U 8GB RAM và 512GB SSD. Nếu như các bạn băn khoăn về cấu hình này thì đây là một cấu hình hướng tới các đối tượng là văn phòng. Nếu như các bạn băn khoăn được ở mức giá 11 triệu ấy, phiên bản thấp nhất là Core i3 và nó có 4GB RAM thôi thì 4GB RAM vẫn đủ, nhưng mà nếu mà cảm thấy thiếu một chút thì chỉ cần trang bị thêm một SSD nữa thì trải nghiệm sử dụng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu để cân nhắc giữa lựa chọn giữa SSD và RAM thì mình nghĩ nếu cần thiết đầu tư thêm SSD sau đó là RAM thì các bạn sẽ làm các nhu cầu ví dụ như Word, Excel, PowerPoint hay là một các số ứng dụng như kiểu Photoshop nhẹ nhàng đều ok hết. Trải nghiệm sử dụng là điều các bạn rất quan tâm đúng không? Bàn phím có thiết kế đẹp, phím nổi bật, phím có đèn LED, phím kiểu hơi nông một chút nhưng mà cảm giác sử dụng chung là rất ổn. Vì máy được làm từ vỏ kim loại nên phần khung máy rất chắc chắn, anh em hoàn toàn có thể gõ mạnh mà không phải lo kiểu bàn phím sẽ bị lún xuống khi sử dụng. Phần touchpad kích thước trung bình, phím bấm hai bên tương đối nảy, khả năng tracking ổn, không quá nhiều điều để nói, mình không có điều gì để chê cả. Mình thấy cái touchpad này anh em hoàn toàn có thể sử dụng để thay cho các nhu cầu sử dụng thông thường như kiểu chuột ngoài ấy, nếu kiểu Word, Excel thôi, touchpad này có thể đáp ứng được hoàn toàn tốt. Và phần cổng kết nối cũng rất đầy đủ, từ cổng USB Type A, Type C, cổng mạng LAN, jack audio, cổng HDMI. Và ở một số các phiên bản ấy, cổng USB A ấy nó còn có cả một cái tiểu tiết nhỏ nhá, hầu như anh em sẽ không để ý thấy đâu, đó là một cái khay nhỏ để em cất các receiver của chuột Bluetooth ấy, kiểu đỡ rơi ấy, rất nhỏ và tinh tế. Mình thấy Lenovo kiểu để ý rất nhiều các tiểu tiết nhỏ này để mang cho mình cảm giác là nó ổn, cần cái gì được có cái đấy. Tổng kết lại, với mức giá khoảng từ 11 triệu đồng trở lên, tối đa chắc là khoảng hơn 21 triệu đồng, thì ThinkBook là một trong những cái sản phẩm rất tốt để các bạn có thể cân nhắc lựa chọn mua. Link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video, anh em quan tâm có thể click vào. Và đừng quên, mặc dù hàng khang nhưng giá của Alpha là không đổi, luôn ổn định và hỗ trợ trả góp 0% luôn. Đấy, thời điểm rất tốt để mua máy về nhà sử dụng đúng không? Thì anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.